mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thảo Luân Home. Kiến trúc nhà phố là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho những ai yêu thích vẻ đẹp sang trọng, đường nét tinh tế hiện đại trong lối thiết kế. Đây có thể được xem là giải pháp tuyệt vời dành cho những ai mong muốn sở hữu nhà đẹp với diện tích đất khá hẹp, đặc biệt là khu vực thành phố lớn. Thấu hiểu được nhu cầu và mong muốn của quý khách hàng, ngày hôm nay trong chuyên mục giới thiệu mẫu nhà đẹp, Thảo Luân Home xin chia sẻ đến các bạn thêm một cái mẫu nhà phố 2 tầng vừa được Thảo Luân Home thiết kế và thi công trọn gói cho gia đình anh Dũng ở Thanh Hóa. Trước khi đi vào chi tiết chủ đề review mẫu nhà phố ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu đôi nét về Thảo Luân Home. Thảo Luân Home hiện đang là một trong những đơn vị thiết kế và thi công nhà trọn gói hàng đầu trên toàn quốc với slogan là kiến tạo không gian và vững xây hạnh phúc. Thảo Luân Home luôn đặt khách hàng là mục tiêu phục vụ hàng đầu, từ đó mang lại giá trị tuyệt vời nhất cho ngôi nhà của bạn. Thì Thảo Luân Home còn là đơn vị đầu tiên áp dụng cái công nghệ số hóa 3D laser scanning vào khảo sát, thiết kế, thi công và số hóa ngôi nhà. Với kinh nghiệm nhiều năm trong việc thiết kế, quản lý và thi công, Thảo Luân Home sẽ giúp quý khách hàng giám sát và quản lý công trình một cách sát sao nhất, thi công đúng hồ sơ thiết kế với chi phí hợp lý và đảm bảo tiến độ đề ra. Thảo Luân Home chuyên thiết kế và thi công các mẫu nhà như là nhà cấp 4, nhà máy thái, nhà máy nhập, biệt thự, khách sạn, quán cà phê. Hiện tại thì Thảo Luân Home đã phủ sóng khắp 63 tỉnh thành trên toàn lãnh thổ Việt Nam, như là Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và Cần Thơ, để rút ngắn cái thời gian và thuận tiện hơn trong quá trình khảo sát, thiết kế và thi công công trình cho mọi khách hàng trên mọi miền Tổ quốc. Nếu như các bạn có ý tưởng thiết kế nhà hay là có nhu cầu thi công xây dựng trọn gói thì hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0834 547474 hoặc là 0919 547474 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí 24/24 mọi lúc mọi nơi, các ngày lễ Tết hoặc là bất kể ngày nào trong năm mà khách hàng có thời gian thì đều có kiến trúc sư hỗ trợ tư vấn nhiệt tình. Hãy truy cập vào website thảoluân.com.vn hoặc là theo dõi kênh YouTube, Zalo, fanpage Facebook của Thảo Luân Home đã được chúng tôi để ở link ở phía dưới mỗi video. Quay trở lại với chuyên mục giới thiệu mẫu nhà đẹp của gia đình anh Dũng ở Thanh Hóa ngày hôm nay. Với nhu cầu xây dựng của gia đình anh Dũng, đội ngũ Thảo Luân Home đã tỉ mỉ trong từng đường nét thiết kế để tạo ra không gian sống lý tưởng cho gia chủ. Và để hiểu rõ hơn, hãy cùng Thảo Luân Home khám phá ngay cách bố trí công năng của ngôi nhà này nhé. Với chiều rộng ngôi nhà khoảng 8.5m và chiều dài là 12.8m, mẫu nhà phố 2 tầng này có tổng diện tích mặt sàn gần 218m2, được bố trí đầy đủ công năng, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt của gia đình, bao gồm ở tầng 1 là một phòng khách, một phòng bếp, phòng ăn, một nhà để xe, một phòng ngủ, một toilet và nhà tắm. Và ở tầng 2, chúng ta sẽ có 3 phòng ngủ, một phòng thờ, một phòng sinh hoạt chung, một toilet và nhà tắm. Tiến từ sảnh chính vào thì chúng ta sẽ bắt gặp ngay cái không gian phòng khách với diện tích tầm 34.5m2, có bố trí đầy đủ bộ bàn ghế và tivi đặt đối diện để gia chủ có thể thuận tiện trong sinh hoạt cũng như là đón tiếp bạn bè. Không chỉ ở phòng khách mà hầu hết các gian phòng khác của ngôi nhà đều được mở rộng cửa sổ tối đa một cách hợp lý để đảm bảo độ thông thoáng, thu hút nhiều sinh khí có lợi. Đây cũng là một ưu điểm nổi bật trong thiết kế của Thảo Luân Home. Ở phòng khách thì chúng tôi sẽ sử dụng gạch ceramic với kích thước là 600x600 kết hợp với trần thạch cao, bã matic, khung chìm vĩnh tường và sơn trần màu trắng sẽ tôn lên cái độ bền chắc và hiện đại ngôi nhà. Tại phòng khách sẽ có thiết kế đèn chùm và có hệ thống đèn âm trần chiếu sáng khắp ngôi nhà. Các vật liệu gạch, hệ thống trần đèn ở phòng khách cũng được sử dụng ở nhiều không gian khác như là phòng bếp, phòng ngủ, phòng thờ, phòng sinh hoạt chung. Ngăn cách giữa phòng khách và phòng bếp là một thải lam gỗ sẽ làm tăng thêm vẻ hiện đại và thông thoáng cho ngôi nhà. Phòng bếp anh sẽ rộng khoảng 16m2, có bố trí hệ bếp chữ L, ôm sát tường và một bộ bàn ăn 6 người. Khu vực nhà xe ở tầng 1 sẽ rộng khoảng 19.5m2, được lát gạch ceramic màu tối với kích thước là 600x600 nhám. Ngoài ra còn có thiết kế một phòng ngủ rộng khoảng 20m2 tại tầng 1. Ở phòng ngủ này có bố trí đầy đủ các tiện nghi như là có giường, tủ đồ, tivi. Và để tạo thuận tiện trong sinh hoạt thì chúng tôi bố trí một phòng vệ sinh kết hợp với nhà tắm để khách hoặc gia chủ có thể dễ dàng sử dụng. Và phòng vệ sinh này rộng khoảng 6m2, được lát gạch ceramic 300x300, tường sẽ được ốp gạch 300x600 màu sáng tối hài hòa, trần thạch cao sẽ được dùng là thạch cao chống ẩm. Và đây là một cái khu vực khá quan trọng của ngôi nhà và các công nhân cũng như là các nhà thầu thường thi công sai, nên Thảo Luân Home luôn có những cái thiết kế riêng đối với nhà vệ sinh để đảm bảo là an toàn cho gia chủ
là đảm bảo đúng thẩm mỹ và chất lượng công trình. Đi qua khu vực cầu thang rộng khoảng 2.5m sẽ gồm 25 bậc, có thiết kế kính cường lực, tay viền gỗ và bậc cầu thang sẽ được ốp đá granite dài khoảng 2 phân. Với cách thiết kế này sẽ đảm bảo thuận tiện khi di chuyển và đảm bảo yếu tố phong thủy. Bước lên tầng 2 sẽ là không gian khá thoáng mát và rộng rãi. Tại đây chúng tôi có thiết kế 3 phòng ngủ với diện tích 2 phòng là 13.65m² và 1 phòng là khoảng 16m². Đây là phòng ngủ dành cho các thành viên nhỏ trong nhà, đảm bảo sự thoáng mát, sự yên tĩnh, giúp tăng cường sức khỏe và tập trung học tập. Phòng sinh hoạt chung sẽ có diện tích là 23m² và tại đây sẽ bố trí đầy đủ vật dụng gồm bàn ghế và tivi, thì gia chủ có thể đặt thêm chậu cây cảnh tại đây để ngôi nhà thêm tươi mát và tạo sự dễ chịu năng động hơn. Thì ở khu vực tầng 2 cũng sẽ được thiết kế một phòng vệ sinh tương tự như ở tầng 1, rộng khoảng 6m². Kế tiếp là không gian phòng thờ khoảng 10m² sẽ được thiết kế hướng ra cửa chính. Đây cũng là hướng tốt đối với gia chủ. Thì chúng tôi còn bố trí thêm cửa sổ nhằm tạo độ thông thoáng và mang lại vượng khí tốt cho gia đình. Ngoài ra thì không thể nhắc đến cái không gian ban công thoáng mát tại tầng 2. Đối với kiến trúc nhà phố thì cái ban công sẽ là một yếu tố quan trọng để mở rộng không gian, tạo sự thông thoáng tuyệt đối. Và cái mẫu nhà phố của gia đình anh Dũng sẽ được Thảo Luân Home thiết kế hai ban công trước và sau. Sử dụng cái loại gạch chống trượt là 300-600 cùng với trần thạch cao hoàn thiện và được sơn nước giả gỗ. Đặc biệt là ban công ở sau có thiết kế cầu thang sắt leo lên mái để gia chủ có thể kiểm tra và sửa chữa khi cần thiết. Đến với cái bản vẽ mặt cách và mặt đứng của ngôi nhà trong hồ sơ thiết kế của Thảo Luân Home thì mỗi đường nét đều có sự tỉ mỉ trong bố trí kênh xứng hoàn hảo và tạo được sự bề thế. Nhà phố hai tầng này có chiều cao hơn 9.85m, trong đó cái phần mái sẽ có độ cao hợp lý là khoảng 1m và chiều cao tầng 1 là 4.95m và tầng 2 là 3.9m. Thì sau khi khách hàng có nhu cầu liên hệ thì Thảo Luân Home sẽ nhanh chóng có mặt để tiến hành khảo sát, tư vấn và ký hợp đồng. Mỗi bộ hồ sơ thiết kế sẽ bao gồm đầy đủ phối cảnh, hồ sơ kỹ thuật, kết cấu và điện nước. Từng thông tin quan trọng hình thành lên ngôi nhà sẽ được thể hiện rõ ràng, chi tiết. Và từng chi tiết hình thành lên ngôi nhà như là nhà vệ sinh, cầu thang, khung lam giả gỗ, bậc tam cấp, lan can, chi tiết đắp phòng chỉ nổi cũng sẽ được thể hiện rõ ràng từng thông tin để thi công đúng, đảm bảo an toàn kỹ thuật. Đối với các công trình nhà của Thảo Luân Home, đặc biệt là chú trọng vào các bố trí như là móng cọc, mái kèo cũng như là hệ thống điện, nước, đèn, bể điều hòa v.v. sẽ được thể hiện rõ ràng trong bản vẽ, giúp cho kỹ sư và nhân công có thể dễ dàng hiểu rõ và thực hiện đúng nhằm đảm bảo an toàn và tiện lợi trong sinh hoạt. Với phần dự toán cụ thể rõ ràng, đảm bảo chính xác 100% từng hạng mục thì từ đó giúp cho chủ đầu tư sẽ có thể dự tính, quản lý và điều chỉnh ngân sách hoàn thiện ngôi nhà sao cho phù hợp với chi phí dự trù nhưng mà vẫn đảm bảo an toàn. Thì các bạn vừa khám phá xong cái cách bố trí công năng, bản vẽ mặt đứng, mặt cách cũng như là phần kết cấu điện nước ngôi nhà. Thì để hiểu rõ hơn là tại sao mẫu nhà này là trở thành lựa chọn hàng đầu được nhiều người quan tâm thì chúng ta sẽ khám phá ngay cái bối cảnh 3D của ngôi nhà. Ngôi nhà này nổi bật với cái gam màu trung tính được sử dụng kết hợp hài hòa như là màu xám và màu trắng của sơn, màu nâu của gỗ. Đồng thời kết hợp với tường ốp gỗ màu nâu đỏ, xen kẽ các đường kẻ chỉ nổi màu tối sẽ làm nổi bật lên sự tỉ mỉ trong thiết kế nhà phố độc đáo. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn thiết kế khu vực bồn hoa để trồng thêm nhiều cây xanh tiểu cảnh để tăng thêm cái cảm giác hài hòa, dễ chịu và bình yên trong chính ngôi nhà của mình. Thì khu vực sân sẽ được lát gạch và bố trí thêm khu vực trồng cây làm cho ngôi nhà thêm thông thoáng. Ở trên tường nhà sẽ được ốp gạch inox chống thấm, chống bám bụi bẩn và dễ dàng vệ sinh. Thì ngoài ra đây còn lại gạch được sử dụng khá nhiều ở các mẫu nhà đẹp hiện đại của Thảo Luân Home sẽ làm tăng lên cái vẻ đẹp mỹ quan và bảo vệ ngôi nhà trước những tác động xấu của môi trường. Bên cạnh đó thì không thể nhắc tới cái khung lam nhôm và mái che bê tông ở khu vực ban công. Thì tại đây đội ngũ Thảo Luân Home đã lựa chọn cái hệ ban công kính cường lực nhằm vừa bảo vệ an toàn cho gia chủ vừa đảm bảo sự hiện đại của công trình. Bậc tam cấp của ngôi nhà sẽ được lát đá granite màu đen cùng với khu vực sảnh sẽ được lát đá granite màu trắng. Bậc tam cấp thì sẽ không chỉ tôn lên cái sự bề thế ngôi nhà mà còn đảm bảo thiết kế đúng phong thủy, mang lại sức khỏe và tiền tài cho gia chủ. Ngôi nhà này sẽ được thiết kế với hai lối tiếp cận, một lối ở sảnh chính và một lối ở phía sau. Ngoài ra thì trong bố trí ngôi nhà thì gia chủ có thể đi từ nhà xe ra bên ngoài. Điều này tạo sự thuận tiện trong di chuyển và tăng thêm tính an toàn cho mọi người. Toàn bộ hệ cửa ngôi nhà được sử dụng hệ cửa gỗ tự nhiên và cửa nhôm sinh pha. Phong thủy là cái vấn đề mà được rất nhiều người quan tâm khi có nhu cầu. Thảo Luân Home thì tự tin đáp ứng tốt
không chỉ là dẫn đầu xu hướng nhà, nhà đẹp mà còn ứng dụng tốt phong thủy vào xây nhà. Tiêu biểu là Thảo Luân Home đã được nhiều báo đài, tạp chí lớn có tên tuổi đưa tin như là VTV3. Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và xây dựng Thảo Lương HTV9 được sáng lập và điều hành bởi Tổng Giám đốc Lê Đình Thao, báo Vietnamnet, tạp chí Kiến trúc Việt Nam, v.v. Cụ thể, với mẫu nhà phố 2 tầng này, hệ cửa đã được thiết kế theo kích thước lỗ ban như là cung phú quý, thanh quý. Và cái cửa sổ thì là vô cung quyền lộc, thiên lỗ, phú quý, thông minh. Thì chúng ta vừa xem qua review mẫu nhà phố hiện đại 2 tầng của gia đình anh Dũng ở Thanh Hóa. Thì Thảo Lương Home mong rằng với cái mẫu nhà này sẽ giúp các bạn có thêm ý tưởng và hiện thực hóa cái giấc mơ sở hữu nhà đẹp của gia đình bạn. Nếu các bạn yêu thích mẫu nhà này hoặc mong muốn được thiết kế theo sở thích thì hãy để lại thông tin các bạn dưới phần comment và đừng quên nhấn nút subscribe kênh Thảo Lương Home để theo dõi và cập nhật những video mới nhất về mẫu nhà đẹp. Và liên hệ ngay với chúng tôi để được đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư giàu kinh nghiệm tư vấn trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.